Thành phố Hồ Chí Minh công bố lịch nghỉ Tết của công chức, viên chức. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 để các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là cán bộ, công chức, được nghỉ Tết âm lịch từ ngày 8 tháng 2 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp, đến hết ngày 14 tháng 2 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng Giêng. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Thành phố Hồ Chí Minh chi tiêu 1.000 tỷ chăm lo Tết cho người khó khăn ra sao? Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Đối với các cơ quan, đơn vị không có lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. Công chức bộ phận một cửa văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hồ sơ hành chính đối với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức thì được lựa chọn hai phương án nghỉ Tết, một ngày cuối năm Quý Mão và 4 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 3 ngày cuối năm Quý Mão và 2 ngày đầu năm Giáp Thìn. Các cơ quan, đơn vị thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Tết quy định tại khoản 1 điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng thời gian nghỉ Tết cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. Về việc treo cờ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ nêu trên. Các cơ quan, địa phương bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn trụ sở và các khu vui chơi công cộng. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp các sở ngành, đơn vị, địa phương vận động người dân, tổ chức giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố.